Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát âm hay. Mình là Diễm. Trong đoạn video trước thì mình có nói về cách phát âm ấm. Ví dụ như là khi nào thì mình đọc là ấm, khi nào thì mình đọc dấu chữ tờ trong tiếng Việt của mình. Và trong đoạn này thì mình lại tiếp tục nói về ấm nhưng ở trong một trường hợp khác, đó chính là trường hợp về nối âm. Và mình rất là hy vọng sau khi các bạn đã coi đoạn clip này thì các bạn sẽ biết cách để nối âm trong việc nói hay là trong việc mình lồng tiếng hay trong việc mình luyện phát âm nói chung. Nếu như bạn muốn biết những kỹ thuật về nối âm thì các bạn hãy tiếp tục coi đoạn video này nhé. Khi nói về nối âm trong phát âm đối với ấm, nó sẽ có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất chính là khi âm được nối với một nguyên âm. Chẳng hạn như mình có là chữ host office, mình có chữ nối vào thì mình sẽ nối thẳng như thể hai chữ này chỉ là một chữ thôi, đọc là post office, post office, post office. Một ví dụ khác, ví dụ như chữ first và chữ avenue, mình có âm được nối với âm á thành là first avenue, first avenue, first avenue. Đọc như thể cả cụm này chỉ là một first avenue. Bây giờ các bạn hãy đọc lại với mình hai ví dụ mình vừa học nhé. Post office. Post office. First avenue. First avenue. Trường hợp thứ hai chính là mình biến âm thành là âm fasty hoặc là âm flatty thành là âm từ từ giống như trong chữ water. Nhưng trong trường hợp này thì đây là chữ nằm giữa hai nguyên âm và nằm ở hai chữ tách biệt nhau. Ví dụ mình có chữ a lot of, mình nối thành là a lot of, âm biến thành là âm fasty, d, 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 a lot of. Hay mình có chữ get và up, nằm giữa hai nguyên âm, mình biến thành là âm fasty, get up, get up. Hay có chữ get off, nối thành là get off, get off, get off. Trường hợp thứ ba là khi âm đứng ở trước và ngay sau đó lại là một âm khác, một âm từ khác đó, thì mình sẽ nhập hai bạn này thành một và mình chỉ đọc một lần thôi, một chữ thôi. Ví dụ mình có chữ là a great Thai restaurant, a great Thai restaurant. Trong đây mình có chữ great có âm Thai cũng có âm, mình ghép hai cái này thành một, a great Thai restaurant. Không cần thiết phải đọc là a great Thai restaurant. Nó làm cho câu của bạn rất là chậm và nó không được lưu loát lắm. Các bạn đọc lại theo mình nhé. A great Thai restaurant. A great Thai restaurant. Hay mình có một ví dụ khác là what time is it? Mình có chữ what và time, hai chữ đứng cạnh nhau, mình đọc thành một thôi. What time? What time? What time is it? What time is it? Và trường hợp thứ tư cũng là trường hợp cuối cùng, đó chính là âm đứng trước và ngay sau đó là một phụ âm. Thì mình sẽ làm gì với âm? Mình sẽ đọc nó treo âm, mình sẽ đọc nó nhỏ hơn và gần như là mình chỉ treo âm thôi, mình sẽ không cần bật cái âm ra đâu. Ví dụ mình có chữ là just và past thì nằm phía trước một phụ âm là âm, cho nên mình chỉ cần đọc nó là trespass, trespass, trespass. Bạn có thể bỏ luôn âm cũng được nữa. Trespass. Hay mình có chữ là your best bet thì nằm phía trước chữ b, gần như là bạn không cần phải đọc âm your best bet, your best bet, your best bet. Vậy là chúng ta vừa nói qua 4 trường hợp có nối âm đối với âm. Bây giờ mình sẽ đọc lại các ví dụ một lần, các bạn hãy lắng nghe và lặp lại theo mình nhé. Post office. Post office. First avenue. First avenue. A lot of. A lot of. Get up. Get up. Get off. Get off. A great Thai restaurant. A great Thai restaurant. What time is it?
What time is it? Your best bet. Your best bet. Trespass. Trespass. Vậy là chúng ta vừa học về cách nối ấm, ấm. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích đoạn video này bởi vì nó ứng dụng khá là tốt trong chuyện mình nói và làm cho câu của mình nó lưu loát hơn, nó mạch lạc hơn, nó không bị cực lại. Nếu như bạn thích thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình, cũng như là các bạn có thể comment ở phần bên dưới là các bạn muốn mình nói thêm về những âm khác hay là các bạn thích đoạn video này như thế nào, và nó như là một phần động lực lớn để mình có thể làm thêm những đoạn video khác cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.